Xin chào mọi người, nhất là những người tuổi Hợi. Đây là video clip mà mình làm về vận hạn của tháng Mậu Ngọ năm Mậu Tuất 2018 đối với tất cả những người mà tuổi Hợi. Thì tháng vừa rồi là tháng Tỵ, tháng Đinh Tỵ. Tháng Đinh Tỵ thì rất có hại cho người ta, nói là dần thân Tỵ Hợi, Tỵ Hợi là lục xung ở gần nhau thì nó sẽ đem đến nhiều điều không tốt đẹp. Và thật sự là như vậy, nhất là những người mà Quý Hợi và Tân Hợi thì tháng vừa rồi là đặc biệt là khó khăn, nhất là những người Tân Hợi với cái chữ đinh nó sẽ khắc tân thì làm cho các anh các chị khó khăn. Thì xem thử coi những người tuổi Hợi đối với tháng 5, tháng Mậu Ngọ thì sẽ như thế nào. Hy vọng rằng nó sẽ là một cái tháng tốt đẹp để các anh các chị như các bạn các em có được cái mùa hè thanh thản và vui vẻ. Thì đầu tiên hết á, thì em sẽ xét đến người tuổi Đinh Hợi. Đinh Hợi sinh năm 1947 và 2007. Thì một người Đinh Hợi mà lớn thì đã ở vào cái tuổi mà gọi là nghỉ hưu, chờ an hưởng tuổi già. Còn Đinh Hợi thì 2007 thì còn quá nhỏ, thì các cháu mới học xong, mới hoàn tất một cái khóa học, họ đang ở trong cái giai đoạn nghỉ hè. Cho nên là đối với người Đinh Hợi này, hai cái người này thì chỉ xét về mặt sức khỏe và mặt gia đạo thôi, không mặn mà về mặt cuộc sống, đó là về phần thiên can thì nó không có quá nhiều cái cần phải xem xét. Thì đầu tiên hết là người mà Đinh Hợi sinh năm 1947 và 2007 này á, là có tên là Quá Sơn Chi Trương, tức là lợn ở trong cái núi á, mệnh ốc thường thổ. Thì năm nay nam mạng thì có sao Mộc Đức, nữ mạng thì có sao Thủy Diệu ha. Nam mạng thì hạn của năm là hạn phần tiền, còn bệnh mạng và nữ mạng là hạn toán tập, trở ngại và ba bắp. Thì xét cho cái tháng năm tháng Mậu Ngọ này, thì tháng Mậu Ngọ như đã nói thì nó là một tháng hỏa. Thì đối với những người mệnh thổ, đó là hỏa sinh thổ, bản mệnh được tương sinh, sức khỏe bổn mạng ok. Các bác lớn tuổi thì cũng không có vấn đề gì, các tinh quân tốt, mà khi mà bổn mạng mà được tương sinh thì các tinh quân tốt sẽ được phát huy tác dụng và làm cho cái bổn mạng của mình ok. Được mà bổn mạng tương sinh thì rõ ràng là một điều tốt đẹp. Thì như cũng đã nói thì năm nay là cứ là năm mộc, năm bình địa mộc, nhưng mà can mộc thuộc dương, ngũ hành hợp hỏa, cho nên là khi hỏa vượng thì những người mệnh thổ sẽ được lợi. Rồi thiên can chữ đinh với chữ mậu thì về mặt tử vi thì không xung không hại gì nhau hết. Tuy nhiên về mặt nạp âm ngũ hành đó, là chữ đinh nó thuộc hành hỏa, chữ mậu thuộc hành thổ, cho nên có thể nói là thiên can là tương hợp về mặt nạp âm ngũ hành, tốt cho cái cuộc sống vui vẻ gia đạo ha. Thì đây là những tháng hè này, có thể là lớn tuổi rồi các bác được con cái dẫn đi du lịch sẽ có nhiều niềm vui. Địa chi thì Hợi với Ngọ là tự chủ bình hòa, không hình hại không xung khác nhau về mặt tử vi. Tuy nhiên về mặt nạp âm ngũ hành á, thì Hợi thì thuộc thủy, Ngọ Tỵ Ngọ thì thuộc hỏa, cho nên có thể nói là về mặt nạp âm ngũ hành là một chút gì đó là tương khác nhau thủy hỏa, nhưng mà không quá lớn lao. Như đã nói thì cái tuổi mà Đinh Hợi thì một là quá lớn, hai là quá nhỏ để mà còn có thể gọi là xảy ra buồn phiền trong gia đạo. Tuy nhiên là với cái sao Thủy Diệu có chuyện buồn của các người nữ của Đinh Hợi á, thì với cái cộng với cái tháng này, cái địa chi của tháng này, về mặt nạp âm ngũ hành là tương khắc, thì sẽ rất dễ có chuyện buồn đối với nữ Đinh Hợi ha, và cũng không quá lớn đâu, nhỏ thôi ha. Rồi tiếp theo của những người tuổi Hợi là Kỷ Hợi sinh năm 1959, người ta gọi là Đạo Vị Chi Trương, là ở trong tu viện á. Mệnh là bình địa mộc, gỗ đồng bạc ha. Thì năm nay á, là sao và sao cả năm á, đối với nam mạng là sao Văn Hớn và nữ mạng là sao La Hầu, hai cái ngôi, hai cái cả nam và nữ đều là rối rắm nạn tan và ốm đau hao tổn sao chủ ha. Vận niên thì cả hai như đã nói là vận niên mã ngộ đau ngựa trúng thương, một cái vận niên khá xấu ha.
nam thì hạng là Thiên La, mà nữ thì hạng Diêm Vương, tất cả đều không có tốt đẹp. À, rồi thì để xét xem con thì với cái tổng hợp như vậy của cả năm thì rơi vào cái tháng Mậu Ngọ này nó sẽ ra sao. Tháng Mậu Ngọ là một tháng hỏa, đối với mạng thì là mộc sinh hỏa, là bị sinh xuất bản mệnh, bản mệnh bị yếu đi, đề phòng tai nạn, tuy nhiên có cũng nhẹ nhàng để vượt qua. Dù sao gì nữa thì người ở đây là bình địa mộc, à, năm nay cũng là một năm bình địa mộc, nhưng mà bình địa mộc này là dương, còn năm tới Kỷ Hợi thì mới là bình địa mộc và âm. Thì người ta nói cái mấu chốt của vấn đề là thường là những người mà nữ mạng rơi vào cái mấu 59 đến 60 tuổi là thường là người ta nói là lục thập hoa giáp lặp lại đó, thì thường là nó sẽ không tốt đẹp ha. À, gặp cái tháng mà sinh xuất bản mệnh trong cái năm bình địa mộc, mà năm này mình nhớ là năm nay dù là năm bình địa mộc dương, nhưng mà do cái căn mộc thuộc dương, ngũ hành hợp hỏa, cho nên hỏa rất vượng, làm cho cái bổn mạng sức khỏe tuy là năm mộc nhưng mà cũng vẫn không tốt đẹp lắm, nó có nhiều cái điều mà cảm thấy là không có vui vẻ cho bổn mạng, bệnh rề rề nhưng mà không quá nặng nề ha. Thiên can á là Kỷ Mậu không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. À, tuy nhiên về mặt âm ngũ hành á là Kỷ Mậu đều thuộc thổ, cho nên có thể nói là về mặt âm ngũ hành của thiên can là đồng hành thổ tốt đẹp, có thể nói chút gì đó tương sinh cho công việc. Với cái tuổi 60 thì nếu như là đi làm thì cũng đã các anh các chị thì cũng các chị thì đã nghỉ hưu, các anh thì cũng còn ráng cố gắng ha, nhưng mà cũng không có việc gì quá lớn lao, ở trong công việc nó nhẹ nhàng. À, địa chi thì cũng như người tuổi Hợi, người tuổi Đinh Hợi thì là Ngọ nhưng Hợi là không xung không hại, không hình nhau và cũng không có tương hợp. À, như vậy là phần gia đạo không có vấn đề. À, tuy nhiên là nếu như xét chung với cái tháng năm đối với người mà Kỷ Hợi thì cần một chút để ý về sức khỏe. À, gia đạo thì có xung đi nữa thì nó cũng là rất là đơn giản, không có việc gì xảy ra, chỉ buồn phiền chút chút ha, không quá nặng nề. Rồi tiếp đến đó là người Tân Hợi sinh năm 1971, người ta là khuyên dưỡng chi trư, lợn nuôi trong chuồng đó, mệnh là Thoa Sinh Kim, tức là vàng mà trang sức. À, thì Tân Hợi mà nam mạng năm nay là dưới sao Thủy Diệu, dễ có chuyện buồn về tan chế, và nữ mạng thì có sao Mộc Đức, mặc sức mà ăn ha, với may mắn danh lộc tốt. À, tuy nhiên cái sao Mộc Đức đó, thì nó không mấy phát huy hết tác dụng của nó đối với những người mệnh kim. À, thì cho nên là cũng chưa chắc gì ngon, nếu mà thái âm thì ngon hơn là Mộc Đức ha, đối với người mệnh kim. Thì như vậy thì xét vào tháng Mậu Ngọ thì người thì là mệnh kim, gặp tháng hỏa là hỏa khắc kim, bản mệnh bị tháng tương khắc, đề phòng tai nạn, bổn mạng nguy nan. À, khi mà hỏa nó khắc kim thì ngược lại tháng nó khắc bổn mạng thì các tinh quân tốt ở trong cái tử vi sao hàng cả năm sẽ không được hưởng lợi, và như thế thì sẽ có tác dụng, những cái phá và bại tinh sẽ phát huy tác dụng. Mà năm nay thì cũng đối với những người mà Tân Hợi thì rõ ràng cũng không phải là một năm quá khó khăn. Tại vì như sao, đúng không? Em đã phân tích ở trong cái tử vi và của năm 2018 với lại 6 tháng đầu năm rồi, thì các anh các chị nếu muốn xem biết tại sao mình tốt mình xấu thì phải dở lại cái đó mà coi. Bây giờ em cũng nhắc đi nhắc lại, em sẽ dài dòng ở cái video này. Rồi Thiên can Tân Mậu ha, không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. À, Tân thuộc kim, Mậu thuộc thổ, như vậy là thiên can được tương hợp về mặt nạp âm ngũ hành, tốt cho công việc, dễ sinh tài lộc ha. Dù là bị tháng tương khắc nhưng mà có thiên can với nạp âm ngũ hành này tương hợp thì hy vọng rằng nó chỉ là phần sức khỏe thôi, không ảnh hưởng tới công việc của mình. Địa chi Hợi Ngọ tự chủ bình hòa, không hình hại, không xung khắc nhau. À, như vậy là tốt đẹp. Nạp âm ngũ hành thì bị tương khắc như đã nói ở các tuổi Hợi khác, sẽ đem một chút buồn phiền về gia đạo đến với các anh các chị, cho nên các anh các chị cần cẩn thận, nhất là các anh nam ở cái người tuổi Tân Hợi ha. Rồi tiếp theo của người tuổi Hợi đó là người Quý Hợi sinh năm 1983, người ta là Lâm Hạ Chi Trư, lợn ở trong rừng.
mệnh là đại hải thủy, lợn ở trong rừng nhưng mà mệnh là mệnh thủy. Rồi thì đối với cái người mà mệnh thủy này á thì gặp tháng hỏa là gọi là thủy khắc hỏa, bản mệnh khắc tháng, đề phòng tai nạn nhưng mà nhẹ nhàng thôi, cũng không có quá quá khó khăn ở trong cái bổn mạng của mình. Là lý do là dù gì nữa bổn mạng khắc tháng chứ mà tháng bổn mạng như ở trên của người Tân Hợi. Rồi xét về mặt thiên can thì mậu quý ha, mậu sẽ hợp quý, thuộc ngũ hợp, đây là sự hợp đa lễ chủ về chữ lễ. Thì như vậy là thiên can thuộc ngũ hợp sẽ rất tốt cho các việc công công việc, dễ sinh tài lộc và may mắn. Địa chi là hợi ngọ thì cũng giống như đã nói ở trên, tự chủ bình hòa, không hình hại, không xung khắc nhau ha. Nạp âm ngũ hành thì bị tương khắc, một chút khó khăn về gia đạo. Như vậy là người quý hợi và ngon lành hơn người Tân Hợi nhiều. Vì sao? Vì là bản mệnh khắc tháng, tuy nó có khó khăn, tuy hoặc là nó có đôi chút này kia thì nó cũng nhẹ nhàng ha. Gặp thiên can ngũ hợp thì sẽ có nhiều cái điều tương trợ ở cả bổn mệnh lẫn công việc và gia đạo. Hy vọng là với cái ngũ hợp và mẫu hợp quý sẽ giúp cho các em kiếm được tiền tài trong cái tháng năm ha. Chứ từ tháng Hợi vừa rồi, tháng Đinh Tỵ vừa rồi, đối với người mà quý Hợi thì rõ ràng là một tháng không tốt đẹp, có nhiều điều mà rất là khó khăn. Và bằng chứng là mình nhận được rất là nhiều cái sự than vãn năm nơi, sau tháng Tỵ em khổ quá ha. Để hy vọng là tháng năm dù là tháng hỏa cũng sẽ làm cho người quý Hợi tốt hơn, phấn chấn hơn ha. Rồi người cuối cùng ở trong những người quý Hợi đó là Ất Hợi, sinh năm 1995, gọi là quá vãng chi trương, lợn hay đi lợn, mà người ta không ở trong chuồng, lợn mày thích đi đây đi đó lắm ha. Rồi mệnh đó là sơn đầu hỏa, này là mệnh hỏa. Như vậy là nam toàn năm là sao Vân Hớn, nữ là sao La Hầu, cũng không tốt đẹp gì. Vận niên là mã ngộ đao, ở trúng thương ha. Một người thì hạng thiên la, nam hạng thiên la, nữ hạng diêm vương. Như vậy thì rõ ràng là người Ất Hợi cũng có một năm không có tốt đẹp, với những sao mệnh và vận hạn bên ngoài cũng không có được ok lắm. Thì anh không có làm cái tử vi và vận hạn của 6 tháng đầu năm đối với tử này, cho nên là anh sẽ nói kỹ hơn một chút. Thì như sao, nếu mà xét trong tháng 5 á, một cái tháng mậu ngọ đối với người mà Ất Hợi 95 này cũng là cùng mệnh hỏa, thì hỏa quá cùng mệnh hỏa, như vậy là hỏa đồng hàng, bổn mạng sức khỏe ok, không có vấn đề ha, là một tháng ngon lành. Thiên can á, chữ Ất với chữ Mậu thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ ha, tốt đẹp. Thiên can chữ Ất chữ Mậu mà ok mà, đúng không? Nhưng mà chữ Ất, Ất giáp thành Mộc, Mậu kỷ thì hành thổ, cho nên có thể nói là mà nạp âm ngũ hành đó là Ất nó khắc Mộc. Nhưng mà với cái tư khắc mà nạp âm của nạp âm ngũ hành chứ không phải là tử vi á, thì rõ ràng là cũng tốt đẹp chứ không đến nỗi nào. Còn địa chi thì như đã nói rồi, Hợi với Ngọ cũng như các tuổi khác của tuổi Hợi đối với tháng 5 thì tự chủ bình hòa, không thành hại, không xung khắc. Thì rõ ràng là Ất Hợi tháng 5 là một tháng ok, không đến nỗi nào, đó không? Chỉ vừa được mạng thì đồng hành thổ ha. Thiên can thì Ất Mậu không xung không hợp, địa chi thì cũng bị hình nhau một tí xíu, thì rõ ràng là sẽ đem nhiều điều tốt đẹp. Như vậy là mình đã tổng hợp xong cái tử vi của tháng 5, tháng Mậu Ngọ đối của năm Mậu Tuất 2018 đối với tất cả những người tuổi Hợi. Thì rõ ràng đó là xét trên xuống thì mình thấy rằng đó là về phần địa chi và phần thiên can thì tuổi Hợi, tất cả các tuổi Hợi đều có những điều tốt đẹp, không quá khó khăn, không có kiêng kỵ gì nhiều trong cái tháng Mậu Ngọ này. Tuy nhiên có một số tuổi thì dĩ nhiên là phải bị tương khắc bổn mệnh, chứ không có tốt đẹp. Tuy nhiên là nó không quá khó khăn đối với cái người tuổi Hợi đâu. Chỉ đặc biệt nhất là vẫn là người tuổi Hợi mệnh Kim,
vì tháng như đã nói rồi, năm nay là Can Mậu thuộc Dương ngũ hành hợp hỏa, và tháng 5, tháng 6 âm lịch của năm nay là tháng tháng cực hỏa, mà người mệnh kim gặp hỏa nhiều thì sẽ không tốt đẹp về sức khỏe, cho nên cần đề phòng. Mọi người tuổi Hợi xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ để nhiều người tuổi Hợi khác biết và ứng dụng vào tháng 5 âm lịch này. Ai chưa xem kênh Anh Ba Tử Vi, xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ tử vi của tuổi của mình, có thể là của bạn bè người thân. Rất vui vì mọi người đã chú ý đón xem. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.